trên cành lá, tôi vui đón chờ chờ tin xuân thái hòa nở trên khắp nơi như muôn hoa. Mừng không nhớ là anh một mùa thương đã đi qua. Chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới các bác một bộ sản phẩm đến từ dòng Home Entertainment của Đường Đông với tên mã là S302. Đây là một trong những hệ thống xem phim nghe nhạc, nhạc rất là hay trong phân khúc và cũng là lần đầu tiên về hàng tại Thanh Tâm. Trước đây thì em cũng đã làm những cái phiên bản như 102 hoặc là 301, tuy nhiên thì dòng S302 ngày hôm nay mới về hàng bộ đầu tiên. Bộ này về sẽ bao gồm, chúng ta sẽ bao gồm một cục ampli trung tâm và hai loa tay với ba đường tiếng và một cục trầm với cái kích thước bass là 15-20cm ở ngay bên cạnh đây. Nói chung là đây là một trong những cái hệ thống home entertainment giải trí gia đình, vì thế cho nên nó được thiết kế để cho các bác có thể vừa xem phim vừa nghe nhạc. Các bác vừa được trải nghiệm cái khả năng nghe nhạc với cỡ hai kênh stereo của đàn ông S302. Bộ này cũng hỗ trợ đầy đủ những cái codec để các bác có thể giả lập xem phim ở trong những không gian phòng khoảng đâu đó từ 35-40m². Nói chung đối với đàn ông S302 thì các bác đã có một cái hệ thống đa nhiệm để có thể chơi rất là nhiều những cái ngõ vào. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cận cảnh cái hình thức của cái bộ S302 này để các bác cùng nắm bắt. Bộ này với mức giá là 9.500.000 kèm khiển zin các bác nhé. Và đến thời điểm hiện tại đây thì em sẽ không nhận ship đi các tỉnh ở trong miền Nam nữa. Tại vì sao? Tại vì là tất cả những đơn vận chuyển người ta đã dừng rồi. Cái thứ hai nữa đó là bộ đường ông S302 này nếu mà đóng vào thùng rất là to và nặng các bác nhá. Vì thế nên là bác nào ở Hà Nội thì em sẽ ưu tiên đầu tiên, sau đó là các tỉnh phía Bắc mà có cái thông tin xe hàng tiện xe. 9.500.000 thì chắc chắn sẽ có điều khiển zin rồi. Bộ ampli trung tâm đường ông S302. Và ở mặt trên thì các bác có thể nhìn thấy được thiết kế cũng tương đối là gọn gàng. Chiều rộng của máy sẽ khoảng 30, chiều sâu là 22. Và tất cả những công nghệ được trang bị ở trên máy đều được in trên này luôn. Hỗ trợ wifi này, network này, tất cả những codec của giải trí xem phim về Dolby Digital này, DTS này, Audacy này, giải mã AL24 Processing này, hỗ trợ DCD và DVD ở cái định dạng đĩa WMA và MP3 này, rồi có cả HDMI nữa. Nói chung là con này thì là cái chùm cuối của cái dòng S rồi. Ở trước nó thì có dòng S301 nữa. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có hai cái loa tay được thiết kế dạng ray rất là cao và có cái đế dựa phía sau. Các bác có thể đặt cái hai cái loa tay này lên trên cái mặt bàn của các bác. Ở phía trên của loa tay chúng ta sẽ có logo của đàn ông. Chiều cao của nó cũng là 30, chiều rộng thì đâu đó vào khoảng 13. Và hai bên hông thì cũng có nhôm. Ở phía trong các bác có thể nhìn thấy ba củ loa, hai củ chung đường kính khoảng 6cm thì đúng hơn, một củ chép đường kính 2.5, loa bên này đây. Còn đây là cục trầm của chúng ta. Cục trầm thì được thiết kế so với S301 thì cục trầm của chúng ta đã được thiết kế nó thon gọn hơn và nó trông nó ngầu hơn, đầm hơn.
ở phía dưới của trầm cũng có chân kê này các bác này. Đó, và bên này thì sẽ có bass được bảo vệ bởi một cái căng vải như thế này. Nguyên lý hoạt động của cái bộ sản phẩm này là nguồn điện được cấp vào con trầm, được cấp vào trầm, sau đó kết nối với ampli qua cái cáp connector này. Đó, còn cái tín hiệu của loa từ cũng là từ con trầm ra, hai cái loa tay. Đó. Phía sau của cái con S302 này thì chúng ta sẽ có một cái sợi cáp connector rất là to của đàn ông kết nối với trầm. Bên này thì chúng ta sẽ có cái đường cắm mạng này, đường cắm mạng rồi có aux in với 3 đường, aux 1 này, optical 2 là coaxial, hỗ trợ AM FM và rất nhiều aux mà dạng analog. Quạt thoát hơi, phía sau bên này thì chúng ta sẽ có một hệ thống cái ngõ vào cho video bao gồm S video này, rồi video cũng như là HDMI. Nói chung là bộ này là một trong những bộ mà các bác có thể vừa xem phim vừa nghe nhạc rất là hay, một trong những cái hệ thống giải trí home entertainment của đàn ông. Như các bác đang được thưởng thức cái dòng nhạc giải mã từ Smart TV nghe cũng rất là hay các bác nha. Ba chép nghe chấm hết luôn, xem phim cũng cực đỉnh luôn. Nói chung là bộ này thì các bác về các bác bày biện thì hai loa các bác sẽ để trên mặt kệ, ampli cũng như thế, còn cục trầm các bác sẽ để xuống đất ở bên cạnh nha. Mức giá của thiết bị là 9.500.000. Sông hồ như đắm như mơ, trở về đây khi gió sang mong ước tìm cô gái xuân xưa cho với bao niềm nhớ, có đâu ngờ xuân vắng người thơ. Giá là 9.500.000. Bác nào quan tâm tới thiết bị có thể liên hệ tới số hotline của Thành Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.